Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hika Channel hiện tại. Trước mặt mình đây là hai con rùa dòng Snapping, dòng rùa nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Ở bên tay phải mình là con Common Snapping mà mình đã thử lực cắn ở những video trước. Bên tay trái mình là con Alligator Snapping, loài rùa có từ thời tiền sử. Ở những video trước thì mình đã có thử lực cắn con Common Snapping và mình khá là bất ngờ tại vì nó cắn nó không nhả các bạn ạ. Nào giờ mình chỉ nghe rằng ba cắn không nhả, có tiếng sấm tiếng sét thì nó mới nhả thôi. Giờ mình mới biết rằng ba nó vẫn nhả, hồi trước mình có làm video, còn con rùa này thì nó không nhả. Mình phải sử dụng một cái biện pháp rất là dứt khoát, đó chính là giật cái cánh tay mình ra khỏi cái miệng của con Common Snapping này. Vì nó ngậm một cái mảng thịt rất là nhỏ cho nên là cái khả năng mình mất một mảng thịt rất là lớn. Vì vậy nên là mình phải sử dụng một cái biện pháp mạnh, dứt khoát, đó chính là giật cái cánh tay mình ra khỏi cái miệng của Common Snapping này luôn. Đấy. Chúng nó nghiến tầm khoảng 3-4 lần nữa thì có thể là mình đi luôn cả mảng thịt các bạn ạ. Chắc các bạn đã biết con Alligator Snapping này qua cái lực cắn của nó mạnh, cực kỳ mạnh. Và liệu nó có giống như những lời đồn thổi trong giang hồ hay không thì các bạn hãy chờ video tiếp theo. Mình đã thử và mình sẽ tiết lộ nho nhỏ, đó chính là nó không hề êm ái một chút nào hết. Nó phải gấp 7-8 lần con Common Snapping này. Các bạn hãy đón chờ những video tiếp theo. Mình đã nhận được rất là nhiều yêu cầu thử lực cắn con rùa cá sấu Alligator Snapping từ rất là lâu rồi. Nhưng tuy nhiên hôm nay thì mình mới tìm được nhà anh Võ để mình có thể thực hiện cái video này. Và các bạn hãy đón chờ video tiếp theo, mình tin chắc rằng nó sẽ làm cho bạn hài lòng. Tại vì căn bản là nó rất là đau đớn, rất là kinh. Nó bợp cánh tay mình không thương tiếc tí nào hết, bợp và nó nghiến kinh khủng. Với lực cắn của nó thì thôi, mình sẽ cho các bạn xem một đoạn trailer của cái video tiếp theo. Video tiếp theo sẽ là video thử lực cắn con Alligator Snapping, một con rùa có lực cắn kinh khủng khiếp. Và nếu các bạn chưa xem video mình thử lực cắn của con Common Snapping này thì hãy quay ngược lại thời gian ở cái video trước cái video này thì mình đã có thử. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cũng như ở trên phần đề xuất của kênh YouTube. Hi,